Ô anh ơi, cứu em với, tóc em hỏng hết rồi anh ơi. Tóc ngày trước em làm ở đâu đây mà sao gãy rụng nhiều thế này đây? Ôi, em không có tiền nên sinh viên nghèo em tẩy ở nhà anh ạ. Em sinh viên nghèo á? Anh cũng thấy khá là nghèo, nhưng hình như người nghèo là anh thì phải. Nhưng mà tóc này là trước tự tẩy ở nhà. Vâng ạ, em muốn tẩy tiếp anh ạ. Lại tẩy? Em thích màu tẩy lắm, các bạn bảo là em để màu tẩy đẹp hơn. Tóc này theo anh nghĩ là nó không còn đủ độ khỏe để em có thể tẩy nữa thì. Ôi, em không biết đâu, em ở đây ăn vạ anh đấy, khi nào anh làm cho em thì thôi. Thế thôi em cứ ngồi ăn vạ tiếp đi. Ôi, anh ơi còn cách nào khác không anh? Thì anh có một cái lời khuyên cho em như này, mình nhuộm hạ tông xuống, mình chăm sóc mái tóc của mình thêm đi. Đấy, còn những cái đoạn mà tóc nó gãy rụng như này này thì anh sẽ nối thêm vào cho em. Lần sau tốt nhất là không nên tự tẩy tóc ở nhà nữa. Có tiền thì mình mua vàng ít thôi. Mình đầu tư một chút vào tóc tai. Ok, thế anh làm luôn cho em nhé. Đôi ta chẳng là gì của nhau.